Bây giờ ông tìm cách leo lên hái chùm trên các bạn, trái to quá kìa. Không phải tưởng là khỉ mà cũng leo nữa. Tưởng cọp. Tưởng cọp, bằng cọp leo cây. Đó, giờ biết rồi. Đó, tòa trái nè. To lắm luôn. Trái nè, trái bự không nè. Ưa nè, thấy không? Đó, thấy chưa? Trái ngọt. Dầm này hái xuống. Beautiful. Lên đây là không? Không muốn xuống à. 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 Ngon. Giòn. Giòn giòn khấy luôn á. Cái này người nói thiệt chứ không phải nói xạo nha. Ăn nó giòn mà ngọt. Bữa hổm ăn chua. Bữa hổm ăn chua chín mình thấy trái nó nhỏ xíu à, mình tưởng trái nó nhỏ vậy đâu, hôm nay trái nó to. Mình rút kinh nghiệm mình sợ nó chín nhiều quá chim nó ăn. Nên mình ăn trước. Ăn chín nhưng mà nó chua. Nhưng mà mấy bữa nay mình thấy chim nó cũng không ăn tại vì biết không? Bạn biết không, cái này vào mùa á, chơi nhà nào á cũng có trồng cây này cây kia á, chim nó cũng lựa chỗ nó ăn. Nó lựa chỗ nào ta trồng 2-3 cây á nó ăn. Còn cây mình là chưa. Cây mình là không gài là nó chưa, nó không thèm ăn đó. Với không phải farm nữa. Mấy cái farm treo kỳ á, cái này là chín hết trơn rồi nè, bán rồi đó. Chứ nó lựa chỗ đó nó kiếm tìm chỗ nó ăn nữa. Này hái vô hồi chắc cả ký à. Tại mình lựa trái ngon mình hái. Ừ. Trái trái gì nó cũng dai chứ. Dai cuốn đi ơi. Cuốn dai gió nó không rụng nha. Ủa gì sao mà người ta thấy hái trái gì người ta lắc sao nó gớt anh? Không lắc đâu, cái này không lắc nữa đâu. Ồ nó không gớt rồi. Anh phải đi bức, hái mới được. Bức cơ mà bức phải bức mạnh á. Ồ. Bức phải bức đúng. Cái cuốn nó dai, phải trái mận Hà Nội mà nó dai được vậy tốt luôn đấy. Mà hồi nãy cuốn bỡ gợt hả? Cái trái không bự mà cuốn lại không có cứng. Quá trời. Đó, nhiều. Cái này là nó còn chín nữa đó. Tại mình hái đó. Mùi nữa nó mới ngọt nữa, nhiều nữa. Em nghĩ nó qua đỏ mà đỏ bầm luôn á anh. Nó ngọt lắm á. Mà gì thấy ngọt rồi, mình theo như mình là gì mình ăn được rồi. Ngon rồi. Tại vì thấy vậy chứ đâu biết tới ngày mai sáng chim nó ăn hết trơn. Sợ nó. Lần trước mình thấy anh vậy đó, mình không ăn. Rồi nó kéo luôn nguyên bầy á. Sao kéo nguyên bầy nó ăn chút xíu à. Mấy cái này cứ làm một phát một hả? Anh biết sao không, chứ với trái gì của anh lá nhiều quá nè. Nó che lại không thấy, nhiều phía xa nó không thấy trái á. Ừ. Nhiều cây trái gì của người ta đâu có lá nhiều anh, thấy trái không à. Không, nói chung là cái cây mình nó ít đó. Ờ. Nó chê. Cái lửa nào mà nhiều nó ăn chứ. Chim nó chứ nó cũng khôn lắm à. Cái này thấy nó. Còn đâu nữa? Đây. Và trái à. Thấy hàm không? Nè. Năm tới là thêm cây kia nữa, cây mới mình trồng á. Ừ. Nhưng mà một năm đầu, hai năm đầu thì nó không có trái nhiều. Năm nay năm thứ ba là nó trái mới nhiều nè. Hai năm mới có trái. Ừ. Năm đầu khi chưa có trái đâu. Còn trái cũng ít nữa. Có năm cũng có trái, trái không? Mà em thấy năm thứ 3 rồi mới nhiều. Năm nay năm thứ 3 nữa nó trái nhiều nè. Đâu có cây này cây năm thứ 5, thứ 6 vừa rồi. Đâu. Trồng lâu rồi. Trồng lâu nhưng mà có trái là năm thứ 3. Có trái thì mùa này chắc mùa thứ 3 hả? Mùa thứ 3. Hồi năm rồi nó ít lắm. Năm nay là nhiều nhất rồi đó. Mà nó mau lớn lắm. Ừ, mà mau lớn. Tự nhiên năm nay thấy nó lớn nhanh. Ngày càng nó mau lớn đi. Nó lớn được rồi lớn mau. Cái trái này trồng bóng à. Bóng lưỡng à. Bóng lưỡng luôn á. Trồng chơi gì thế em ha. Cái này mà trồng 2-3 cây nữa là ăn mà xỉu. Gửi về Việt Nam ăn luôn. Không có người tao trồng nhiều quá tao gửi về Việt Nam. Ê ngồi. Rồi trái bự. Hơi cao chứ nó dối.
cái này há không có cuốn được, bạn mất dối á. Ok, đi bứt nó đi. Mình sao ngộ nó ra trái trong chỗ mấy cái chảng chảng không à. Thế nào nó đâm tược ra nó có trái. Sang năm mình cắt nhiều ra là nó ngay mấy cái tược là nó ra trái. Trong chỗ mấy ngã ba. Mấy ngã ba đâm tược ra. Anh cắt nó đâm tược ra. Vậy nữa anh cắt ở dưới thấp thấp này nè anh. Cho nó đâm ra là nó vừa. Giống như chay xoài mà người ta dạy mình cắt đó nhớ không. Rồi, chơi đây được rồi. Này cầm cầm rồi, xa xuống. Rồi mưa rồi kìa. Xuống đi. Giờ sao xuống? Nãy lên dễ quá, giờ sao xuống? Lên được xuống được hả? Giờ xuống biết đường xuống nè. Đâu có thả thay cao đâu nè, cái ổ có khúc à. Anh bước chân xuống. Này này nó đâu có cao đâu. Tôi tưởng con cọp chứ không phải con. con khỉ. Có con khỉ trong nhà kìa, kêu nó ra leo. Khỉ nhà mới có ba tờ tôi gửi rồi, bốn tôi gửi rồi, chưa biết leo. Cái cây xíu mà leo. Là cầm gối lên đây. Đây. Đây, cherry. Trái bự không? Đó, trái gì là bự đó. To, trái to rồi. Đây, để hái giờ trái đây nữa. Thấy không? Thấy không? Đấy, trái. Nào, bạn cho xem không? Đó, trái đỏ. To. Còn đỏ mà đỏ thêm đỏ bầm nữa xíu nữa là ngọt lắm luôn á. Cái loại này là cái loại này nó giòn á anh. Cái này mà thêm 3 bữa nữa là bắt đầu chín. Ừ, nó ngọt mà nó giòn á, nhiều trái nó không giòn. Cái này loại ngọt mà giòn. Hay giết mưa tới. Bứt nó luôn đi. Còn chùm đây nè. Còn chùm đây trái bự nè. Hái vô cho tì bệnh nè, trái bự à. Wow, đã ha, huyền gỗ nè. Trái ha. Wow. Ngon. To. Bóng lưỡng như là mà có dầu mà nó bóng vậy. Phải như được rồi, mời hái tiếp. Ok. À, bạn. Đây, chơi gì. Wow. Bây giờ còn mặn ngọt. Hơi chua chua xíu thôi. Như 90% nó ngọt. Khoảng chừng 10% nó hơi chua. Ngọt ngon, hơi giòn. Cho gì không phân khúc cho. Nè. Trồng để tự nhiên luôn à. Muốn tưới nước thì tưới, còn không tưới thì thôi. Nói chung chai gì nó cũng dễ trồng chứ không phải khó. Ở đây thuận mùa lắm mà. Cái dùng ở Mẹ Bệnh đây thấy ai trồng cây gì thấy cũng được ha. Cây gì thuận mùa nó. Quan trọng là mình có thích trồng cây không. Rồi thôi, đi vô. Rồi bye. Bye bye. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Vô cơm.